Hàng chục người thiệt mạng trong các cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel. Thủ tướng Netanyahu nói đất nước đang lâm chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Bảy cho biết Israel đang có chiến tranh sau một loạt vụ tấn công bằng hỏa tiễn bất ngờ và sự xâm nhập của Hamas khiến hàng chục người Israel thiệt mạng và chứng kiến đất nước bị xâm chiếm vào một ngày lễ lớn. Các cuộc tấn công được thực hiện vào lễ Simchat Torah xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy và được cho là đã giết chết hơn 100 người và làm bị thương hàng trăm người khác vào chiều thứ Bảy. Ông Netanyahu cho biết trên Twitter hôm thứ Bảy rằng kể từ sáng nay, nhà nước Israel đã có chiến tranh và mục tiêu đầu tiên của đất nước là quét sạch những thế lực thù địch đã xâm nhập lãnh thổ của chúng tôi và khôi phục an ninh và yên ổn cho những cộng đồng đã bị tấn công. Ông tiếp tục, mục tiêu thứ hai đồng thời buộc kẻ thù phải trả bằng mọi giá ngay trong dải Gaza. Ông nói tiếp, mục tiêu thứ ba là củng cố những mặt trận khác để không ai có thể dại dột tham gia vào cuộc chiến này. Chúng ta đang lâm chiếm, Thủ tướng nói thêm. Trong chiến tranh, người ta cần phải bình tĩnh. Tôi kêu gọi mọi công dân Israel đoàn kết để đạt được mục tiêu tối thượng của chúng ta, chiến thắng trong cuộc chiến này. Hàng chục video tràn ngập mạng xã hội hôm thứ Bảy xuất hiện cho thấy cảnh những cuộc tấn công hỏa tiễn và hậu quả là sự hỗn loạn ở Israel. Một công văn từ lực lượng phòng vệ Israel cho biết, vào đầu giờ chiều, hàng chục chiến đấu cơ của lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công những mục tiêu khủng bố của Hamas ở dải Gaza, nhắm vào 17 khu quân sự và 4 trung tâm chỉ huy tác chiến thuộc về Hamas. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết trong một tuyên bố rằng ông đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cuộc xung đột. Ông Austin nói, cam kết của chúng tôi đối với quyền tự vệ của Israel vẫn không lay chuyển và tôi gửi lời chia buồn tới gia đình của những người thiệt mạng trong cuộc tấn công ghê tởm nhằm vào thường dân này. Ông nói thêm, trong những ngày tới, Bộ Quốc phòng sẽ làm việc để bảo đảm rằng Israel có những gì cần thiết để tự vệ và bảo vệ dân thường khỏi sự hung hãn và khủng bố bừa bãi. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy rằng ông đã điện đàm với Thủ tướng Netanyahu và rằng Hoa Kỳ lên án một cách dứt khoát cuộc tấn công kinh hoàng này nhằm vào Israel của những kẻ khủng bố Hamas từ Gaza. Tôi đã nói rõ với Thủ tướng Netanyahu rằng chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi biện pháp hỗ trợ thích hợp cho chính phủ và người dân Israel. Ông Biden nói trong tuyên bố của mình, chủ nghĩa khủng bố không bao giờ được biện minh. Israel có quyền bảo vệ chính mình và người dân của mình. Hoa Kỳ cảnh báo chống lại bất kỳ phe nào thù địch với Israel đang tìm kiếm lợi thế trong tình huống này. Ông nói thêm, chính quyền của tôi hỗ trợ đối với an ninh của Israel là rất kiên định và không lay chuyển. Trong một tuyên bố được đăng trên Twitter, Tòa Thượng phụ Latin của Jerusalem nói rằng Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa đã kêu gọi tất cả các tín hữu dâng thánh lễ Chúa Nhật vào ngày 8 tháng 10 năm 2023 với ý cầu nguyện ngừng bắn và chấm dứt tình trạng căng thẳng đang diễn ra ở thánh địa, cầu xin Chúa ngăn chặn đổ máu thêm, làm tiêu tan sự sống và chôn vùi những hy vọng. Tất cả chúng ta hãy cùng một trái tim và một tâm hồn cầu nguyện với Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thượng Phụ viết và khẩn cầu. Lạy Chúa, xin giúp đỡ chúng con, hãy ban bình yên cho chúng con, dạy chúng con biết hòa thuận, hướng dẫn bước đi của chúng con trên con đường hòa bình. Hãy mở rộng tầm mắt và tâm hồn chúng con và ban cho chúng con lòng can đảm để nói, đừng bao giờ chiến tranh nữa. Trong một tuyên bố dài hơn, Đức Thượng Phụ kêu gọi cộng đồng quốc tế, các nhà lãnh đạo tôn giáo trong khu vực và trên thế giới thực hiện mọi nỗ lực nhằm giúp giảm leo thang tình hình, khôi phục sự bình yên
và nỗ lực bảo đảm những quyền cơ bản của người dân trong vùng. Đổ máu liên tục và những tuyên bố chiến tranh một lần nữa nhắc nhở chúng ta về nhu cầu cấp thiết phải tìm ra giải pháp lâu dài và toàn diện cho cuộc xung đột Palestine-Israel ở vùng đất này, nơi được mệnh danh là vùng đất của công lý, hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc, theo tuyên bố.